của bà nội gỡ đó. Bà nội gỡ cho Lộc đó. Cảm ơn nội đi. Có cảm ơn nội không? Ờ, mở ra. Tiểu Phong mở ra. Nè, nhìn đây nè, cảm ơn bà nội nè. Cảm ơn bà nội. Nhiều lắm. Coi cái Lộc thích không nghe. Coi cái gì cho ổng. Qua coi. Cái gì vậy? Nặng dữ. Mấy bịch lên kìa chứ không phải bịch đâu. Kẹo con thỏ nữa kìa. Kẹo nút nữa đó. Ừ. Đã không? Hộp bánh nữa kìa. Chưa, chưa lột. Thôi mình kẹo dẻo bữa trước đi hả? Cảm ơn bà nội. Dạ. Ăn đã luôn rồi, kẹo dẻo quá nhiều rồi. Nặng thiệt hả? Trời ơi, trời ơi, té luôn rồi. Té luôn rồi. Nè bà nội đó, bà nội thương con lắm kìa. Lộc có thương nội không? Quá nhiều dẻo luôn hả? Đủ màu luôn. Ủa cái này nhỏ nè. Ờ. Nhỏ, bịch nhỏ, bịch bự. Kìa biết bịch nhỏ, bịch bự nữa kìa Phong. Nó nói cái này nhỏ nè, cái này bự. Cái đó quá bự hả? Ồ nè, kẹo thỏ nè. Nè, kẹo thỏ nè. Wow. Thành con này con gì? Ăn thử là ngon không? Lấy kẹo thỏ đó ăn thử ngon không? Ăn đó hả? Ê, mình sụm nè. Kẹo dẻo đó, bánh dẻo đó. Ăn kẹo dẻo đó hả? Cắn gà. Đi cho bà cắn gà. Cắn gà phải không? Rồi. Rồi ăn thử là ngon không? Cho ý kiến rồi. Ngon. Ngon lắm hả? Kè kè. Ngon không? Sao? Nè, nhìn đây nè. Cảm ơn nội. Ờ, cảm ơn bà nội nha. Ý con hàng lặng là lọc phải không? Hả? Con gì ngộ vậy? Wow. Ủa, con rắn. Con rắn hả? Trời ơi, kẹo dẻo con rắn luôn quay luôn. Cắn đầu luôn. Cắn đầu nó. Cắn bụp. Trời ơi, đã dữ trời. Ngon không? Sao vậy? Đắng hả? Chua. Chua hả? Chua. Sao con không thích ăn chua hả? Là thích ăn kẹo đó thôi phải không? Chứ con gắn chua hả con? Mẹ mày. Tự nhiên cái nhã à. Không ăn thì đưa ba sao nhã kỳ vậy? Nhã ở trong nhà. Nhã trong nhà hả? Vô em luôn. Tối nay nội điện về con nói chuyện với nội nha. Lộc, Lộc ơi, Lộc, tối nay bà nội về con nói chuyện với nội nha. Dạ. Rồi, bye bye nội đi.